Hi, xin chào mọi người, lại là Liên đây mọi người ơi. Bữa nay tôi đi xe đạp ra ngoài đường đó, tôi bắt gặp được camera của Google đang đi dò đường nè. Tôi đang đi đạp xe qua nhà chị bạn ở gần nhà tôi để ăn ké đó mọi người ơi. Đi sang chơi với chị đó. Tôi sắp tới nhà chị rồi nè. Tôi tới nhà chị rồi, chị ra rước tôi nè. Em đi nè chị ơi, hai chị em gặp nhau ôm nhau thắm thiết luôn. Lâu lắm mới được gặp người Việt Nam đó mọi người ơi. Bây giờ hai chị em đi vô nhà chị Yến đi, hồi là teo cái bogie luôn nha. Cái gì đây, cái gì đây? Trời ơi, một mâm cơm đã sẵn sàng rồi. Ôi trời ơi, dĩa rau luộc xanh ri đã quá. Bánh chuối hấp nè. Đây là dưa món nè. Còn đây là khô lù đù. Trời ơi, thần linh ơi, cho con xin phép nuốt được miếng ực nha. Ngon quá xá trời quá đất đi à. Chén nước tương nè, đã đời không? Cho em xin chén cơm chị yêu ơi. Mờ lem, tôi gấp tôi bỏ ly liệu vô miệng luôn đó mấy bà. Trời ơi, nhìn thấy tôi ăn mà tôi mắc cỡ ghê á. Ăn no xong xuôi, chị yêu thương thắm thiết còn gói cho bịch đem về nữa đó. Một hộp mứt vỏ cam, mứt gừng nè. Mùa đông là đúng bài luôn đó má ơi. Một hũ dưa món nè, ngon chưa. Một hũ mắm ruốc Trí Hải, ít bữa nữa tôi xào thịt heo nha, cho thơm phức cái nhà của tôi luôn cho coi. Ý trời ơi, hai hũ mắm ruốc luôn nè. Một bịch khô cách sặc nè, ngày mai tôi phải nấu nồi cơm lên tôi chiên, tôi ăn cơm mới được. Ôi trời ơi, cái gì đây? Wow, khô lù đù, lại khô mà tôi yêu thích nhất trần gian luôn đó mọi người ơi. Tôi chỉ cần chiên một con khô lù đù là tôi ăn hết một tô cơm luôn đó. Trời ơi, đã quá xá trời đất đã đi. Em cảm ơn chị yêu thương nồng thâm thiết rất là nhiều. Lúc tôi ra đạp xe đi về, bà còn dí cho tôi một cái bịch nè mọi người ơi. Tôi về tôi mở ra thì ra đó là một bó rau húng quế. Trời ơi, hít hà. Lá húng quế nè mọi người ơi, thơm quá. Tôi nhìn cái lá này sao tôi nhớ tới tô bún bò. Thôi giờ chắc tôi phải đi ngủ để tôi mơ tới tô bún bò quá hà.